Mở đầu là bài viết đáng chú ý trong chuyên mục Bình luận và phê phán trên báo Nhân dân, trở về để đóng góp cho sự phồn thịnh của đất nước. Thưa quý vị, suy nghĩ về ngày 30 tháng 4 năm 1975 về quan hệ giữa người Việt ở trong nước và nước ngoài, ước mong như thế nào về tương lai của đất nước. Đó là một số nội dung cuộc thảo luận do trang nửa vòng trái đất TV của Derek Phạm, người Mỹ gốc Việt, tổ chức nhân ngày 30 tháng 4. Tuy còn một vài khác biệt, song nhìn chung, hầu hết ý kiến thảo luận được trình bày chân thành, bày tỏ mong muốn người Việt Nam ở trong và ngoài nước đoàn kết xây dựng đất nước. Lược ghi một số nội dung cuộc thảo luận trên Báo Nhân dân sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về những suy nghĩ và mong muốn nói trên. Mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang 8 và trang 7. Báo Thanh niên số ra ngày hôm nay cung cấp thông tin 16.000 tỷ đồng cho vay trả lương cho người lao động ngừng việc. Các ngân hàng đang rốt ráo triển khai gói vay tái cấp vốn 16.000 tỷ đồng hỗ trợ người sử dụng lao động trả lương ngừng việc do đại dịch Covid-19 gây ra với lãi suất là 0%. Cụ thể ngân hàng nhà nước dự kiến dành 16.000 tỷ đồng thực hiện tái cấp vốn cho ngân hàng chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc lãi suất tái cấp vốn là 0% một năm và quá hạn là 0% một năm. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày kể từ ngày ngân hàng nhà nước giải ngân nguồn tái cấp vốn đối với ngân hàng chính sách xã hội Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam. Đáng chú ý là giá mua điện được điều chỉnh lên 1.968 đồng một kWh. Đây được xem là cơ chế giá điện cao nhất hiện nay tại Việt Nam đối với một loại năng lượng tái tạo có tiềm năng lớn ở nước ta, phản ánh trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Khác với các nguồn điện được tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch như là dầu, khí hay than đá, điện sinh khối là dạng năng lượng có thể tái tạo và có trữ lượng lớn nên được đánh giá là một trong những nguồn năng lượng của tương lai. Với đặc điểm là quốc gia nông nghiệp, Việt Nam có nguồn nguyên liệu sinh khối rất lớn và đa dạng từ phế phẩm của gỗ củi bã mía dơm dẠ ước tính hơn 150 triệu tấn một năm. Việc Thủ tướng Chính phủ vừa nâng giá thu mua điện sinh khối là tín hiệu đáng mừng để khuyến khích phát triển các dự án điện sinh khối trong thời điểm hiện nay, nhất là từ bã mía và vỏ trấu. Do tác động của dịch Covid-19, thị trường việc làm cho người lao động nước ta bị thu hẹp, số người bị thất nghiệp tăng lên. Người lao động Việt Nam trước những thách thức và cơ hội mới cần chủ động thích ứng là nội dung bài viết trên báo Hà Nội Mới. Theo bài viết tình trạng này sẽ không kéo dài. Thời gian tới người lao động sẽ có nhiều cơ hội việc làm không chỉ do hoạt động kinh tế xã hội từng bước được phục hồi mà còn từ những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết. Do đó muốn có việc làm phù hợp, người lao động và các cơ quan chức năng cần chủ động thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động bằng nhiều giải pháp. Người dân Hà Nội nhận tiền hỗ trợ ngay ngày lễ là thông tin trên báo Tuổi trẻ. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tất cả các phường xã trên địa bàn thủ đô đã đồng loạt thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tại nhiều quận huyện khác, việc chi trả chế độ hỗ trợ cho nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội Người thuộc hộ nghèo cận nghèo cũng diễn ra đồng loạt từ sáng ngày 30 tháng 4. Dự kiến trong ngày hôm nay mùng 1 tháng 5, toàn thành phố sẽ hoàn thành việc chi trả cho khoảng 50% người được thụ hưởng trong chương trình này.